Các bạn cần phải dừng lại ngay nếu chúng ta tiếp tục luyện tập yoga theo cách này Nó sẽ khiến chúng ta không phục hồi được phần cơ xương khớp của mình Mà thậm chí chúng ta càng ngày càng thoái hóa nặng hơn Các bạn thấy rằng nhiều người đi luyện tập yoga để mong muốn có sức khỏe tốt hơn đúng không? Nhưng mà về lại kêu là đau lưng nhiều hơn, thoái hóa nhiều hơn, nặng nhiều hơn Vậy thì nguyên nhân tại sao? Tại sao hay là vì giáo viên dạy sai cách hay là mình chưa biết tập đúng hay là còn yếu tố là đó mình không biết Vậy thì hãy xem hết video này để chúng ta cải thiện sức khỏe của mình nhiều hơn nhé vậy thì có hai cái vị trí mà kim ba thấy rằng phần lớn chúng ta hay bị mắc đó là thứ nhất là phần thắt lưng chúng ta hay bị thoái hóa rất nhiều phần lưng nó thoát vị lệch kia đệm vậy thì khi luyện tập yoga ấy, thì trong yoga nó sẽ có hai cái phần khá là phổ biến là các cái tư thế nào đó là chịu lực lên cái phần lưng của chúng ta các bạn hình dung Làm việc chúng ta thoái hóa thì là do cái đĩa đệm nó bị suy yếu rồi nhưng đi kèm với việc là suy yếu thì thường những người bị thoái hóa đặc biệt những người lớn tuổi nữa thì cái phần mỡ bụng chúng ta rất là nhiều nhất là chúng ta ít cơ do chúng ta người cơ thể chúng ta ít cơ nên là xương khớp chúng ta phải chịu tải nhiều hơn ngoài ra còn vài cái yếu tố có thể là do loãng xương do thiếu canxi hoặc là bệnh lý nền nào đó tuy nhiên trong quá trình luyện tập yoga thì sẽ có rất nhiều tư thế nó chịu một cái sức nặng nên cái phần thắt lưng của chúng ta như là cơ thể chúng ta phải đỡ gồng gánh một cái yếu tố nào đó tôi lấy ví dụ như tư thế lạc đà chẳng hạn trong tư thế này thì khi các bạn ngả về sau nó tất nhiên nó có nhiều biến thể nhá, nhưng trong đó có cái biến thể là chúng ta ngả về sau như thế này thì các bạn thấy rằng toàn bộ sức nặng cơ thể chúng ta sẽ đổ về phía sau vậy thì cái cơ xương chúng ta vẫn phải hoạt động và cả cơ bắp chúng ta phải hoạt động để giữ cho người mình không ngả về sau nhưng nhiều người do phần cơ chúng ta yếu và chúng ta không biết cách siết cơ bụng chúng ta cứ cố gắng ngả xa về sau thì toàn bộ sức nặng nó sẽ chịu tải lên phần xương của chúng ta và càng làm chúng ta đau nhiều hơn để phục hồi tốt hơn và để an toàn thì khi mà chúng ta thực hành các tư thế mà nó chịu một cái sức nặng lên cái lưng của mình thì chúng ta phải gồng cơ bụng của mình lại hoặc chúng ta giảm nhẹ động tác đi ví dụ làm động tác này ngả về sau này chúng ta phải siết mạnh cứng cơ bụng của mình lại thì cái 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 độ cái, sức nặng nó sẽ không dồn vào xương nữa chứ nếu chúng ta lỏng người ra chúng ta cứ nghĩ rằng ngả càng xa càng tốt thông cơ bụng thì không đủ chúng ta ngả càng xa thì lưng nó sẽ chịu một sức nặng rất là lớn và càng ngày nó càng đau lưng nhiều hơn nó càng xẹp nhiều hơn thì chúng ta lưu ý là phải gồng siết cơ bụng còn những người xung quanh họ làm được tốt thì kệ họ không liên quan gì đến mình đúng không mình tập theo cái sức của mình hay ví dụ hai một tư thế đó. Cố chịu một sức nặng như này ví dụ tư thế này chẳng hạn đấy để chúng ta vừa tập được cơ bụng chẳng hạn chắc chắn thì để à, phục hồi thoái hóa thì chắc chắn là chúng ta phải tập nhiều các bài tập cơ bụng nữa rồi để hỗ trợ cho xương chúng ta nhưng khi mà cơ bụng chúng ta yếu thì động tác này chúng ta lại lỏng bụng ra chúng ta mềm hết bụng ra người chúng uốn cong này thì cái sức nặng lại dồn hết lại vào lưng thì chỉ nhớ cái là cái sai lầm phổ biến đó là không gồng cơ bụng để hỗ trợ cho lưng như vậy đừng cần uốn cong không cần uốn cong không ngả xa mà phải gồng được cơ bụng lại thì nó mới an toàn cho phần lưng của chúng ta Hay cái tư thế này cũng rất là phá hủy phần lưng Đó là tư thế bánh xe Nhiều cô chú anh chị thấy bóng động tác bánh xe rất là sướng đúng không? Nhìn rất là đẹp mắt Nhưng mà do cái cơ mình nó chưa đủ khỏe Và khi chúng ta đẩy như này Các bạn thấy rằng cả một sức nặng nó sẽ dồn đến lưng ư ừ, giời ơi Và các đĩa đệm sẽ bị dồn rất là nhiều Cái cây cầu ấy cái bánh xe nó giống cây cầu đúng không ạ? Và cây cầu đấy cứ phải sức nặng chịu tải nó sẽ là phân bổ lên cái đường cong của chúng ta đúng không? Và do chúng ta chưa đủ độ khỏe, chưa đủ độ cong cho đẩy lên thì toàn bộ áp lực có rèn vào thắt lưng chúng ta và thực sự động tác này cũng là một trong động tác mà nhiều người bị thoát vị, lệch đĩa đệm thoái hóa chúng ta nên hạn chế nghĩa là tập thì vẫn được nhưng mà nó rủi ro lớn quá nên tốt nhất chúng ta phòng tránh được không ạ Cái nhóm thứ hai trong cái động tác an toàn cho phần lưng của mình đó chính là các tư thế uốn cong à, mà tư thế uốn cong nhiều nhất đó là tư thế uốn rắn đấy thì khi mà chúng ta uốn cong cái lưng của mình ví dụ chúng ta muốn kéo giãn lưng uốn cong thì không bao giờ nghĩa là gần như là tuyệt đối luôn ấy, hạn chế là chúng ta bẻ cong và thắt lưng rất ít khi chúng ta bẻ cong vào thắt lưng mọi người nhìn thấy động tác lại uốn cong nhưng thực ra là uốn cong ở đốt sống ngực ở phần ngực chúng ta về trước này thì tư thế đơn giản chúng ta sẽ hơi trùng nhẹ khiếu tay xuống và đẩy lồng ngực về phía trước gần như là chúng ta không dồn sức nặng chúng ta không chèn không bẻ cong phần lưng của chúng ta đâu thế mọi người cứ cố gắng bẻ thật cong thật cong này thì nó sẽ chèn vào đĩa điện và thực sự rất là nguy hiểm hay kể cả như lạc đàm với cái biến thể này chẳng hạn biến thể này đúng không đấy thì chúng ta đẩy hết độ cong và phần bụng phần phần, phần thắt lưng của chúng ta thì thực sự rất là nguy hiểm nó nó làm chèn hết đi đệm chúng ta lên tập xong là cực đau luôn đúng không ạ thì lưu ý nhá không bẻ cong vào phần thắt lưng uốn cong cái gì ngả thích bao xa thì ngả nhưng phần lưng thường sẽ không phải bẻ cong bẻ cong phần đốt sống ngược bên trên thôi đó là với phần lưng còn với các cái phần liên quan đến phần cổ chẳng hạn thì à, thoái hóa cổ vai gáy gần như là thường xuyên hết rồi đúng không ạ thì nguyên lý này thì những người mà khi tập yoga xong đau hơn đấy đa phần là chúng ta tập chúng ta hay gồng xiết và bó cớ à bó bó cứng cơ cổ của chúng ta trong cái nhóm là liên quan đến tập cơ bụng tập cơ bụng này thì khi tập cơ bụng chúng ta phải gồng xiết cơ bụng và lên đúng không? nên này nhưng mà mọi người lại tập sai sai ở chỗ nào à, sai ở chỗ là chúng ta giật tay vào đầu chúng ta gồng cơ cổ chứ không phải cơ bụng gồng bụng thì bụng nhỏ nhưng gồng cổ thì càng thoái hóa nhiều hơn càng cứng cổ nhiều hơn do vậy nhiều người hay như này giật thì khi giật này thì không khác gì mình bẻ cổ mình đúng không? nhưng do lúc mình tập mình không để ý về nhà mình mới thấy đau, đánh đã phải đau cơ bụng cơ. Mình nghĩ đau cổ thì do mình sai cách. Vậy khắc phục là mình lên một cách từ từ thôi, phải nhớ là mình phải siết được cơ bụng chứ không phải kéo ghi vào cái cổ này, ghi cổ này nhá. đó. và còn với các tư thế giữ, à, khi mà chúng ta giữ cái tư thế, do là khi mình mọi người để ý rằng khi mà chúng ta bị đau ấy thì chúng ta hay thể hiện trên khuôn mặt của mình không? mình căng thẳng hơn khuôn mặt không thì khi các giữ tư thế kéo giãn căng thẳng hơi căng ghế mọi người hay gồng cứng cổ cổ lại như này Đấy, đau quá mà nên gồng cả cả cái khuôn mặt lại thì mọi người nhớ là phải thả lỏng cổ ra và giảm bớt cái độ căng kéo giãn của một nhóm tư thế nào đó mà mình đang giữ và luôn nhớ là cái mang tay này và cái vai này nó cách xa nhau ra không phải ruột cổ lại đâu tập như này càng ngày càng cứng cổ nhiều hơn kéo giãn ra được chưa và thả lỏng mềm cổ ra Tất nhiên ban đầu thì cổ chúng ta thoái hóa sẵn rồi, nên nó đã bị bó cơ. Nhưng quá trình tập mình kết hợp với hơi thở để mình mềm ra, mình mềm ra. Đó, còn mình gặp được bao nhiêu thì tùy, bao nhiêu tùy nhá, chứ không phải gồng cổ này nhá, gồng cổ này này càng ngày càng đau cổ nhiều hơn. Ừ, trong các cái nhóm tư thế thì có cái tư thế mà thấy nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm. Trong cái lớp học yoga trị liệu gần như cái bà chẳng dạy, không nghĩa là tập thì cũng được nhưng mà nguy hiểm cao quá. Đó là các cái nhóm tư thế trồng chuối Nhìn đến mấy cô chú anh chị tầm 50 trở lên tập động tác trồng chuối bảo là tôi khỏe tôi tập được tất nhiên cũng được nhưng mà đôi khi rủi ro nó lớn quá mình có nhiều thứ khác để tốt cho cuộc sống của mình mình đâu cần phải mạo hiểm đúng không lương cao sức khỏe nhiều trường hợp mình học là huấn luyện viên thì mình chắc chắn rồi thì thôi mà động tác trồng chuối này chẳng hạn tỷ lệ mà những người bị đau cổ cực cực nhiều do vậy thì nếu mà lớp học chúng ta có người nào trồng chuối thì kệ họ mình tập dưỡng sinh nâng cao sức khỏe thôi nói chung là mình đã bị thoái hóa đã bị vôi hóa cái cổ vai gáy rồi thì bỏ luôn tư thế trồng chuối đi còn đầy tư thế khác tuyệt vời hơn mà tại sao cứ phải phi vào động tác trồng chuối đấy mọi người đúng dung ạ lưu ý động tác đấy và tư thế cái cày một động tác cũng hỗ trợ cho phần cổ chúng ta nhưng mà rất nhiều người bị nghĩa là nó tốt thì tốt nhưng mà không phải cứ uống nhân sâm thì là khỏe đúng không ạ Động tác này phải lên từ từ Nhưng mà do chúng ta cổ nó cứng Chúng ta bị thoái hóa Cho lên rất là nhanh và chèn phần cổ chúng ta Là mọi người hay bị đau cổ chỗ động tác này Thì động tác này tập luyện phải thực sự là phải có huấn luyện viên uh, bên cạnh Người ta chỉ cho Xong người ta đẩy lên từ từ Tránh để học viên khác họ đẩy nhá Thì nó sẽ dồn rất lực rất là lớn vào cái cái đốt cổ chúng ta Và cứng hết phần cổ Thì đó là trong nội dung này vì Kim Ba thấy rằng nhiều người tập luyện yoga thì mong muốn lương cao sức khỏe nhưng tập xong lại càng đau nhiều hơn. Do vậy thì xem hết video này. Hãy giúp Kim Ba này chia sẻ cho những người xung quanh để họ biết được rằng uh, lỗi sai thường gặp là gì cách khắc phục ra làm sao để họ an toàn nhiều hơn và ngoài ra còn rất nhiều các video về sửa lỗi sai tương tự như này anh chị cô bác có thể tìm kiếm kim ba bằng các kênh youtube hoặc kênh facebook kênh tiktok chẳng hạn ấy. chỉ cần gõ câu uh, lỗi sai tập yoga đặng kim ba sẽ ra rất là nhiều sau đó chúng ta áp dụng vào trong lớp học của mình còn hàng tuần thì kim ba cũng có những cái buổi để hướng dẫn chỉnh sửa cho mọi người chỉnh sửa làm sao tập cho chuẩn hơn kể cả mọi người tập học uh, online ở bất cứ đâu lớp này miễn phí hoàn toàn nhé thì mọi người có thể xem ở phía dưới phần mô tả hàng tuần sẽ có buổi mở rộng chỉnh sửa từng tư thế để chúng ta tập luyện hiệu quả hơn uh, hy vọng sẽ được uh, hướng dẫn mọi người thêm các cái kỹ thuật để mọi người nâng cao sức khỏe nhiều hơn mình hẹn gặp lại mọi người trong những video chia sẻ tiếp theo.